Tuần này, hãy cùng chào đón sự xuất hiện của cặp ứng viên Trần Đoan Hùng và Đỗ Thế Học. Đoan Hùng có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng chiến dịch quảng cáo, trải nghiệm khách hàng. Thế Học có 5 năm học tập và làm việc tại Hàn Quốc, đạt một số thành tựu trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Với chủ đề phản biện, khách hàng là số 1 hay nhân viên là số 1? Nhân viên luôn luôn là số 1. Nếu mà không có nhân viên thì ai sẽ là người tìm khách hàng? Khách hàng là một cái món quà của thượng đế mà. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào để mình có được khách hàng cho công ty? Rõ ràng không có nhân viên thì chúng ta sẽ không thể nào mà tìm kiếm được. Không nhất thiết phải phục vụ khách hàng. Doanh nghiệp mới là số 1. Mình phản đối. Nhân viên số 1, khách hàng số 2 và doanh nghiệp là số 3. Thế thì vì sao mà khi vào thời kỳ suy thoái thì nhân sự là thứ mà công ty cắt giảm đầu tiên? Ai sẽ xứng đáng bước tiếp vào vòng chinh phục và có cơ hội được làm việc tại các doanh nghiệp của các sếp? Hãy cùng đón xem ngay bây giờ! Bánh tươi bảo ngọc cho ngày mới đầy năng lượng. Với tiêu chí phỏng vấn thật, thương lượng thật, việc làm thật, chương trình Cơ hội cho ai mùa năm không chỉ tạo ra cơ hội việc làm cho các ứng viên mà còn giúp các ứng viên có những bước tiến, bứt phá hơn trong sự nghiệp. Sau 12 tập phát sóng, đã có 11 ứng viên thành công chốt deal với các sếp và nhận được các mức lương, đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Các sếp cũng đã có lựa chọn và chiêu mộ được những ứng viên phù hợp về doanh nghiệp của mình. Sếp Trung Hiếu đang dẫn đầu với 4 ứng viên. Sếp Ngọc Lan đã thành công chốt deal được với 3 ứng viên. Sếp Vũ Linh chiêu mộ được 2 ứng viên về với doanh nghiệp của mình. Sếp Hoàng Nam Tiến và sếp Vũ Anh mỗi người có 1 ứng viên. Tự tin, bản lĩnh, quyết đoán, ứng viên trẻ Gen Z Hoàng Hải Nam đã xuất sắc nhận được 5 đèn xanh từ các sếp và có màn chinh phục các sếp đầy ấn tượng. Vâng. Hải Nam quyết định về với sếp Hoàng Nam Tiến với vị trí nhân viên phân tích nghiệp vụ. Lựa chọn của em cuối cùng là về với sếp Hoàng Nam Tiến. Vâng ạ, xin chúc mừng sếp Hoàng Nam Tiến và xin chúc mừng Hoàng Hải Nam. Bây giờ đi xuống cảm ơn mọi người. Thứ thật là trong giai đoạn hiện nay thì thị trường việc làm không có nở rộ, nhưng mà chương trình Cơ hội cho ai vẫn đưa cho những ứng viên trẻ như bọn mình những cái cơ hội rất là tốt và những cái cơ hội mà thực chiến ở trên những cái tập đoàn rất lớn của Việt Nam, đặc biệt là FPT. Vị trí và offer của sếp trên chương trình thì đúng như cái vị trí mà tôi mong muốn, vị trí là một chuyên viên phân tích nghiệp vụ. Ở vị trí này thì tôi có thể thỏa sức đam mê, thỏa sức sáng tạo và thỏa sức làm những việc về công nghệ thông tin mà mình thích. Tôi cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi được làm việc với sếp Vinh, sếp trực tiếp quản lý và trực tiếp mà dạy mình, cũng như sếp Tiến thì anh Vinh cũng là người đang chuyển lửa và tiếp tục truyền cho thế hệ sau những người như mình. Tôi nghĩ là chương trình Cơ hội cho ai đang tạo ra các cơ hội việc làm cho các bạn trẻ. Nó là cái kênh kết nối rất là hay của các bạn trẻ có tiềm năng và được tiếp cận với lại những doanh nghiệp. Nam cũng đang được giao tham gia một cái dự án liên quan đến việc làm, một dự án chiến lược của rồi. Tôi mong muốn trong thời gian tới, thời gian sớm nhất là tôi có thể hoàn thành đủ các chỉ tiêu và những công việc của mình. Với sự điềm tĩnh, đa tài, ham học hỏi, ứng viên Trần Tuấn Anh khiến các sếp phải tranh giành quyết liệt. Đối với em, lãnh đạo là một người thủ lĩnh, em gói gọn nó ở trong 5 chữ sau, đó chính là tâm, tầm, chi, trí và tin. Thì anh offer với em một cái vị trí công việc mà em yêu thích, em thích cái gì anh cho cái đó. Leader, tư vấn, giáo dục. Anh nghĩ anh có thể khai thác em ở cái vị trí của một người làm trong showbiz. Go the chat! Sếp Ngọc Lan đã tung cơ hội vàng và thành công chiêu mộ được Tuấn Anh về với doanh nghiệp của mình với vị trí trưởng bộ phận tư vấn tuyển sinh. Thời điểm đó thì cơ hội vàng nó tiếp thêm một cái động lực nữa để giúp cho Tuấn Anh đến với cái duyên với Atlantic trong ngày hôm nay. Cơ hội vàng này rất là thú vị. Để tranh được ứng viên Trần Tuấn Anh thì tôi đã phải đối đầu với một sếp rất siêu khủng, đấy là Dược Sĩ Tiến. Nhưng mà bản thân Atlantic thì đang rất cần một gương mặt trẻ, đầy sức sống cũng như với năng lượng tích cực như vậy để đến môi trường Anh ngữ 5 sao làm việc. Môi trường đó bạn ấy sẽ phải làm việc với rất nhiều các học sinh trẻ. Và đấy là lý do tôi đã sử dụng nút vàng để giữ Trần Tuấn Anh. Với những ngày đầu làm việc thì Tuấn Anh cũng đã có cái sự đồng hành với cả ban giám đốc để vạch ra những cái chiến lược và những cái mục tiêu ngắn hạn. Và ban giám đốc cũng rất là hỗ trợ để giúp cho Tuấn Anh có thể định hướng một cách rõ ràng hơn về con đường đi cũng như là cái sự phát triển trong thời gian sắp tới. Là ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ,
được các sếp đánh giá cao bởi sự nhanh nhạy, khả năng tư duy tốt. Em ủng hộ trào lưu các bạn trẻ chọn con đường xuất khẩu lao động thay vì là đi học đại học. Bây giờ mà chỉ có 15 giây mà Kiệt có thể đổi vị trí sang là bạn sẽ ủng hộ cái ý kiến còn lại. Khi mà các bạn đi xuất khẩu lao động, có rất là nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Khi mà chúng ta đi học đại học đi, thì chúng ta có thể tới cái khu trường đó, chúng ta xem là ở trường như thế nào, thầy cô như thế nào, khuôn viên như thế nào. Tuy nhiên khi mà chúng ta đi xuất khẩu lao động, thông tin duy nhất mà chúng ta có được là qua những cái người môi giới. Khi mà mình qua tới bên đó rồi, tới khi mình đã biết à đây không phải là cái tôi muốn, thì đôi khi tới cái lúc đó thì cũng đã quá muộn. Chính xác là cách tư duy của người Mỹ là ngành nào cũng nhảy, nhưng mà họ đã chọn một đường chứ họ không đi nước đôi. Khá là giống những gì mà tôi cũng được từng đào tạo. Ứng viên Phan Kiệt đã có màn chốt điều đầy rực rỡ với sếp Vũ Linh, vị trí trưởng nhóm phát triển dự án phân tích dữ liệu. Lê Tuấn Anh, chàng trai có ý chí kiên cường, dám đương đầu với mọi thử thách, đã đạt được 4 đèn xanh từ các sếp. Tự em nhận thấy em chỉ là một con hươu thôi. Mỗi buổi sáng em biết mình phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất. Vì với em mọi cơ hội nó chỉ có một lần thôi. Em ứng tuyển vị trí phát triển kinh doanh, có thể là phát triển dự án, phát triển sản phẩm, phát triển doanh số, em đều có thể làm được hết. Tuấn Anh quyết định đầu quân về với sếp Trung Hiếu ở vị trí giám sát bán hàng kênh truyền thống thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Cơ hội cho ai, Who Chairs mùa thứ 5, và tôi là Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Thưa quý vị, Cơ hội cho ai là chương trình truyền hình thực tế số 1 về việc làm. Và thưa quý vị, các sếp ở trong Cơ hội cho ai mùa thứ 5 sẽ có một vũ khí, chúng tôi coi là một vũ khí cực mạnh, đó là nút cơ hội vàng. Được ví như là một khẩu đại bác vậy, và khi nào mà các sếp thấy rằng hết sức cần đến thì sẽ cho khẩu đại bác này nổ súng. Tiếc là khẩu này chỉ có một viên đạn thôi. Nên là các sếp phải cân nhắc rất kỹ xem là lúc nào sẽ quyết định bấm cơ hội vàng. Và ngay sau đây chúng ta cùng chào đón 6 sếp của chương trình Cơ hội cho ai mùa thứ 5. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing R&D, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống, tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ, thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghĩa khác nhau với thời trang. Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư và nâng cấp chất lượng sản phẩm, vốn là thế mạnh của thương hiệu, kết hợp với những đối tác uy tín, đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến, giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần giao tiếp đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Năm với tinh thần tiên phong và phụng sự, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công, ngoài kiến thức và kinh nghiệm thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với Cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh.
Tại DST chúng tôi có gì? Nghiên cứu khoa học và xuất bản sách. Sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và sắc đẹp. Không ngừng tiến bước, nắm bắt xu thế dẫn đầu. Không ngại khó khăn, trèo lên đỉnh cao vinh quang. Từng bước chinh phục địa hạt điện ảnh. Miệt mài lao động tạo nên mỹ phẩm Việt cho người Việt. Các bạn đã sẵn sàng bứt phá cùng Dược Sĩ Tiến. Chúng tôi là một nhà mạng công nghệ thế hệ mới. Chúng tôi làm một cuộc cách mạng về viễn thông. Tại Local, chúng tôi tập trung tạo ra những cái sản phẩm về dịch vụ số để giúp người dân trải nghiệm những cái chuyển đổi số về cuộc sống của mình một cách dễ dàng và cũng giúp để giới thiệu những điều hay nhất của Việt Nam ra thế giới. Cái yếu tố đầu tiên chúng tôi lựa chọn những ứng viên là chắc chắn nó sẽ phải là sự đam mê, chinh phục những cái mới. Các bạn phải thực sự là chính mình và các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên nếu như các bạn thực sự chứng minh được mình là một người muốn phát triển trong những cái tổ chức của các sếp. Triết lý kinh doanh và sứ mệnh công ty DS Food rất đơn giản. Mang những sản phẩm gia vị sạch vùng miền đến với những người tiêu dùng trên cả nước và cả ra nước ngoài. Và mình cũng muốn mang đến cho các bạn trẻ một cái cơ hội làm việc trong DS Food. Công ty mình rất cần những bạn chăm chỉ, năng động, khát khao cùng mang cái gia vị vùng miền sạch Việt Nam ra thế giới. Mình nghĩ đối với các ứng viên thì mình thích nhất là cái tính trung thực, chăm chỉ và tất nhiên có cả sự thông minh. Đấy là những quan trọng nhất, còn kỹ năng thì có thể học sau. Chúng ta sẽ cùng chào đón cặp ứng viên của Cơ hội cho ai đến với vòng thi đối mặt. Xin mời! Trần Đoàn Hùng, 30 tuổi, đến từ Hưng Yên, tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, ví điện tử, lĩnh vực thế mạnh, quan hệ khách hàng, tiếp thị sản phẩm, xây dựng chiến dịch quảng cáo, trải nghiệm khách hàng, xây dựng phát triển kênh bán và mô hình hoạch định chiến lược kinh doanh, mô hình đại dương xanh. Khi tham gia chương trình Cơ hội cho ai thì cái mục tiêu mà tôi đặt ra, thứ nhất là tôi mong muốn được tìm kiếm cho mình một cái cơ hội cũng như là một cái vị trí ở công ty có sếp. Và mục tiêu thứ hai là qua chương trình thì tôi có thêm nhiều cái trải nghiệm vốn sống hơn. Chuẩn bị bước ra sân khấu thì tôi rất là háo hức và hy vọng rằng tôi sẽ thể hiện tốt phần thi của mình trước các sếp. Đỗ Thế Học, 31 tuổi, đến từ Hải Phòng, tốt nghiệp khoa kiến trúc tại Đại học Kiến trúc Hà Nội và cao học kiến trúc tại Đại học Nam Seoul, Hàn Quốc. 5 năm làm việc tại Hàn Quốc, hơn 9 năm kinh nghiệm trong thiết kế và triển khai các dự án xây dựng thời trang và trang sức cao cấp, đồng sáng lập một thương hiệu về trang sức có hơn 14.000 lượt theo dõi trên nền tảng Facebook. Ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn. Tôi đã có 5 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Lần này khi trở về Việt Nam thì tôi mong muốn được rằng mình có thể làm việc ở những công ty lớn, những công ty mà có giá trị cũng như là có uy tín. Với 9 năm kinh nghiệm đi làm, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, cùng với đó là vốn ngoại ngữ và các cái dự án mà tôi đã làm, tôi tự tin rằng tôi có thể chinh phục được các sếp và cũng như là có thể tìm kiếm cho mình được một cơ hội tại chương trình Cơ hội cho ai. Xin chào hai bạn và chúng tôi sẽ dành ít phút để các bạn tự giới thiệu về bản thân tới các sếp cũng như quý vị khán giả. Em xin chào các sếp cũng như em xin chào toàn thể khán giả và anh MC ạ. Xin tự giới thiệu, em tên là Hùng và em sinh ra và lớn lên Hưng Yên. Và em có kinh nghiệm làm việc với phát triển về khách hàng ở mảng doanh nghiệp B2B, B2C và phát triển khách hàng cá nhân ạ. Có một câu châm ngôn của ông Jim Jones, ông là một doanh nhân và là một nhà đầu tư và cũng là một diễn giả truyền cảm hứng của người Mỹ. Ông ấy cho rằng là khi mà mình làm việc thì mình hãy làm việc tập trung toàn bộ thời gian của mình để mình làm việc hết khả năng của mình và hoàn thành nó một cách xuất sắc.
và sau đó thì mình hãy dành thời gian ra để mình làm những công việc khác. Và em luôn nhắc nhở bản thân của mình rằng là mình phải làm việc hết khả năng của mình. Tự nhận xét về bản thân của mình thì em là một người có một tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, là một người có kỷ luật và tự giác. Khi mà mọi người nhìn vào bản thân của em thì mọi người có thể thấy rằng là em có thể không làm được cái này cái kia. Tuy nhiên thì chỉ qua một thời gian một tháng hay là khoảng tầm 15 ngày thôi thì em đã chứng minh được cho mọi người thấy rằng là mọi người sẽ thay đổi thái độ toàn bộ về em ạ. Từ tốt đến vĩ đại thì còn khoảng cách rất là xa và đòi hỏi mỗi cá nhân và cũng doanh nghiệp phải luôn kiên trì với mục tiêu cũng như là luôn rèn luyện mỗi ngày. Em hy vọng rằng là có cơ hội được làm việc với các sếp ở trong các vị trí trưởng nhóm về quan hệ khách hàng và kiêm về marketing ạ. Xin chào các sếp, xin chào anh MC Tiến Dũng, xin chào người bạn cùng chơi tôi. Xin giới thiệu là em tên là Đỗ Thế Học, năm nay 31 tuổi. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì em đã được tham gia vào các dự án như là xây dựng, kiến trúc, nội thất, nữ trang, thời trang và đặc biệt là các dự án về giáo dục, các dự án về B2B, các dự án về liên kết và đào tạo. Em đã có 3 năm làm việc ở trong miền Nam và tích lũy được số vốn cũng như là số kinh nghiệm. Thì em quyết định mở thêm thế giới quan của mình là em đã quyết định sang Hàn Quốc du học. Và đến đây em đã có 5 năm du học tại Hàn Quốc và lấy được tấm bằng cao học và trở về với Việt Nam. Thì em hy vọng rằng mình sẽ được góp sức, đưa các sản phẩm của Việt Nam vững mạnh ở trong nước và đồng thời có thể phát triển được ra toàn thế giới. Em xin hết ạ. Chúng ta sẽ đến với chủ đề tranh biện của các bạn trong vòng đối mặt. Xin mời chủ đề. Theo bạn, khách hàng là số 1 hay nhân viên mới là số 1? Và sau đây hệ thống đèn của trường quay sẽ chọn ngẫu nhiên ra một ứng viên là người trình bày quan điểm của mình đầu tiên. Xin mời. Như vậy là bạn Thế Học sẽ là người trình bày quan điểm của mình đầu tiên. 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Muốn đi nhanh hay đi một mình, muốn đi xa hay đi cùng nhau? Thì ở đây em muốn khẳng định là trong một doanh nghiệp và đặc biệt là với bậc quản lý, đối với em nhân viên luôn luôn là số 1. Trong một công ty thì nhân viên cũng là người tìm kiếm khách hàng và cũng là người đồng hành cùng với chúng ta. Vì vậy nếu mà không có nhân viên thì ai sẽ là người tìm khách hàng? Với một công ty thì nếu mà nhân viên không được coi trọng thì chắc chắn rằng khách hàng sẽ không được biết đến. Và đồng thời nhân viên có thể đến nhưng mà họ sẽ không ở lại. Và cái thứ ba nữa là đôi khi các nhà quản lý họ quên rằng nhân viên cũng chính là những khách hàng. Họ có thể giới thiệu cũng như là marketing và đem đến cho công ty được nhiều khách hàng. Em xin hết. Với một cái doanh nghiệp mà đang trong cái giai đoạn phát triển ấy, chưa có đội ngũ nhân viên nhiều ấy, vậy thì mình sẽ làm như thế nào để mình có được khách hàng trong công ty? Khi mà chúng ta kiến tạo và cũng như là tạo lập được doanh nghiệp thì đầu tiên chúng ta phải tìm được những người đồng hành cùng với chúng ta, đúng không ạ? Rõ ràng không có nhân viên thì chúng ta sẽ không thể nào tìm kiếm được tệp khách hàng như thế nào, mục tiêu và hướng tới và cũng như là các giá trị bền vững trong tương lai. Bởi vì khi mà chúng ta đã tạo ra được những nhân viên trung thành cũng như là coi trọng nhân viên thì rõ ràng tệp khách hàng nào cũng sẽ chinh phục được, và tôi tin chắc điều đó. Vâng, vậy thì sau đây sẽ là 2 phút trình bày quan điểm của bạn Đoàn Hùng. Trước tiên thì em xin đính chính lại một chút rằng đối với em, nhân viên thì là vẫn là một cái điều gì đó rất là quan trọng đối với công ty, bởi vì nhân viên họ cũng là một người trực tiếp mang những hợp đồng và những cái mang khách hàng về cho công ty. Tuy nhiên thì em muốn nhấn mạnh một chút là nhân viên phải là những nhân viên phù hợp thì nó mới là một điều quan trọng với công ty. Bởi vì khách hàng là một cái món quà của thượng đế mà chúng ta luôn trân trọng và chúng ta có quyền từ chối hoặc là chúng ta chấp nhận. Do vậy mà em nghĩ rằng có những khách hàng A và khách hàng B không phải là khách hàng nào cũng là quan trọng với công ty cả. Và kết luận một điều rằng là em nghĩ rằng nhân viên phù hợp là một điều quan trọng với công ty, bởi vì họ là một người mang lại những cái trải nghiệm cảm xúc thật cho khách hàng ạ. Và khi mà khách hàng được đối xử một cách tử tế thì họ mới có thể là trở thành một khách hàng trung thành của công ty ạ. Ở đây chủ đề là nhân viên là số 1 hay khách hàng là số 1 thì bạn có thể khẳng định lại giúp mình là ai là số 1 được không ạ? Mình khẳng định một điều rằng là nhân viên là số 1, nhưng mà nhân viên phải là phù hợp thì mới là số 1. Hai bạn cũng đã xong phần tranh biện cũng rất là nhanh gọn, để chúng ta đến một phần khác, đó là phần trao đổi giữa các sếp dành tới hai bạn. Xin mời các sếp. Nhân viên là số 1. Mình nói đơn cử thôi, nhân viên không hài lòng thì có thể chốt được deal không? Không, đúng không? Còn nếu khách hàng không hài lòng thì cùng lắm bạn mất một khách đó. Còn nhân viên không hài lòng bạn mất tất cả những khách mà nhân viên đó phục vụ. Nhân viên vẫn phải luôn là số 1. Đấy là theo ý của mình nhé, nhưng mình đọc nhiều sách ra ngoài họ cũng khẳng định là đấy là số 1. Và hiện nay các công ty đang hướng đến tạo một cái môi trường làm việc làm sao cho thoải mái nhất cho nhân viên, để mà kích thích cái tính tự giác, cái kỷ luật và cái sáng tạo của họ. Muốn sáng tạo phải có tự do, còn không thể bắt nhân viên em phải sáng tạo, em phải nghĩ ra idea mới, em phải nghĩ ra những cái sản phẩm mới gì không có, rất là khó. Đấy ý kiến chủ quan của mình là nhân viên số 1, và cái này mình nghĩ là không phải bàn cãi. Anh thì anh hoàn toàn đồng ý với sếp Dũng, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái cách để mà tụi em giải những cái đề bài tranh biện này á, là thông thường tụi em sẽ phải cố gắng tìm một cái góc nhìn khác.
để mà nó sẽ nổi bật lên được cái phần tư duy của tụi em và cái sự sáng tạo của tụi em. Nếu như là anh trả lời câu hỏi này thì anh sẽ trả lời doanh nghiệp mới là số 1. Hai cái này nó là hai cái số tiếp theo. Mình phản đối. Vâng, thế doanh nghiệp xin là phản số đối. 3. Tức là doanh nghiệp là cổ đông là số 3. Nhân viên số 1, khách hàng số 2 và doanh nghiệp là số 3. Nhân viên hài lòng sẽ tạo ra khách hàng hài lòng. Khách hàng hài lòng mới mang lại doanh thu cho doanh nghiệp. Vì nếu hai cái đầu không hài lòng thì không có doanh số. Không doanh số thì không có doanh nghiệp. Đấy. Dạ, vậy thì chính vì mình để cái quan điểm rằng là doanh nghiệp là số 1, cho nên bắt buộc mình phải có chính sách với nhân viên và khách hàng như thế nào để không ảnh hưởng tới sức khỏe doanh nghiệp. Thật ra ở đây không có đúng sai mà chỉ là cái cách nhìn và cách diễn đạt thôi. Em chỉ hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn có thể là giải cái đề bài này cho nó bất ngờ hơn tí thôi mà. Ở Atlantic ấy, thì chị có một quan điểm như thế này. Tất nhiên nói về nhân viên quan trọng hay khách hàng quan trọng thì cả hai đều quan trọng. Nhưng nhân viên thì cũng phân ra làm 4 loại nhân viên. Nhân viên làm tốt, yêu công ty, yêu văn hóa công ty. Rồi nhân viên làm tốt nhưng không yêu. Rồi nhân viên không tốt cũng không yêu. Tức là phân loại rất là nhiều. Nhưng chúng ta phải tập trung cái nhân viên số 1 ấy, vừa làm tốt, vừa có thái độ tốt, vừa yêu văn hóa và sứ mệnh công ty, và chiến đấu hết lòng vì công ty và luôn luôn phấn đấu vì mục đích chung, thì đấy phải là số 1. Chị dạy cho nhân viên ấy, chúng ta không nhất thiết phải phục vụ tất cả các khách hàng. Vì bắt đầu này, vào data này, có nóng này, có lạnh này, có ấm này, xong bắt đầu ra tiềm năng này. Tiềm năng rồi đến khách hàng sử dụng này, rồi khách hàng thân thiết này, khách hàng ủng hộ này, thậm chí khách hàng sáng lập. Chúng ta vẫn phải phân biệt. Và quan trọng mục tiêu của công ty như thế nào thì chúng ta sẽ ra chính sách đãi ngộ. Chị là dạy cho nhân viên là không nhất thiết phải phục vụ khách hàng. Em có cái quan điểm cũng khác với ba sếp ở đây một chút. Với cái đề tài này, này thì nên chia giai đoạn ra. Đối với giai đoạn mà bắt đầu khởi nghiệp chẳng hạn thì rõ ràng là giai đoạn đầu tiên thì sản phẩm là số 1, cần phải có sản phẩm để bán đó. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta start up bắt đầu đi thì khách hàng lúc đấy là số 1. Phải có dòng tiền về đó, phải bán được hàng đó. Có khách hàng, có tiền rồi thì lúc đấy chúng ta mới có điều kiện để quay ngược lại đến giai đoạn thứ 3 thì mới là giai đoạn tập trung cho nhân viên. Thì rõ ràng là lúc đấy mới cần là tạo nên một cái môi trường tốt, tạo nên một cái môi trường cạnh tranh. Chứ nếu như chúng ta mà không có khách hàng, không có dòng tiền về thì thực tế chúng ta cũng không thể nuôi hoặc là không thể tạo ra một môi trường tốt, môi trường cho nhân viên phù hợp, thăng tiến hay là một cái môi trường làm việc lý tưởng được. Nếu như doanh nghiệp chúng ta đang ở giai đoạn nào thì chúng ta sẽ đưa cái thứ tự ưu tiên đấy lên vị trí hàng đầu. Hiện tại thì Bảo Ngọc cũng đang rất tập trung vào cho nhân viên. Đến cái giai đoạn mà chúng tôi sẽ tập trung tối đa tạo nên một cái môi trường, thứ nhất là cạnh tranh, thứ hai là phát triển, thứ ba là một môi trường làm việc ở trong đó sẽ có những cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn anh. Tôi có một câu hỏi cho cả hai bạn. Với cái quan điểm là nhân viên là số 1, thế thì vì sao mà khi vào thời kỳ suy thoái thì nhân sự là thứ mà công ty cắt giảm đầu tiên? Việc là họ cắt giảm nhân sự đi ấy, đây là một cái điều mình nghĩ rằng đó là cái yếu tố về môi trường bên ngoài nó tác động vào thôi. Mặc dù là như công ty thì các sếp thì đều mong muốn rằng giữ chân nhân viên của mình lại và cũng như là đào thải những nhân sự mà nó không có trung thành với công ty. Có thể đó là một cái lý do mà bắt buộc khi mà doanh nghiệp không có những đơn hàng đi ấy, thì khi mà không có đơn hàng thì họ không có doanh thu, thì không có doanh thu thì họ không có thể làm mà chi trả tiền cho nhân viên được và các cái chi phí khác ấy. Thì em nghĩ rằng đó là một cái sự lựa chọn mà rất là khó cho doanh nghiệp. Khi mà công ty gặp khủng hoảng cũng như là gặp vào thời kỳ kinh tế khó khăn thì điều đầu tiên chúng ta phải chia sẻ với nhân viên về tình hình kinh tế cũng như là giai đoạn phát triển. Tiếp theo đó là những cái khó khăn mà nhân viên hay là công ty đang gặp phải như thế nào và đường hướng giải quyết ra sao. Nếu mà chúng ta không đưa ra được những ý kiến cũng như là tình hình giải quyết vào lúc đó, nhân viên cũng sẽ khó mà có thể hiểu và thông cảm. Việc dừng lại không có nghĩa là kết thúc. Thực ra em thấy từ nãy giờ anh em mình tranh luận đấy, là em thấy là cái lý do như là sếp Tiến đưa ra, cái quan điểm của sếp Tiến đưa ra thì chính ra lại rất hay. Doanh nghiệp là quan trọng nhất và trong mỗi một giai đoạn phát triển như sếp Hiếu nói thì từng người sẽ được ưu tiên là người quan trọng nhất. Sếp Hiếu nói là nói từng loại nhân viên. Ngay giai đoạn khởi nghiệp ấy, ông founder là ai? Là nhân viên chứ ai? Đúng. Ông vẫn là số 1. Thế là thực ra nói là giai đoạn đầu là nhân viên không quan trọng cũng sai. Vì ông founder là nhân viên số 1 của công ty. Và ông quan trọng nhất, vì ông đấy không có thì công ty sập.
Thường thường cái giai đoạn founder, giai đoạn startup, ông founder đâu có lương đâu ạ. Không, không có lương, vẫn là nhân viên vì ông làm việc hàng ngày. Vâng. Nhân viên là những người làm việc trong công ty. Còn nếu như doanh nghiệp là những cổ đông, họ không làm việc, họ chỉ nhận cổ tức khác. Còn người đã làm việc là nhân viên. Trên ông founder cày nhiều nhất và ông đây là nhân viên và ông quan trọng nhất trong công ty lúc đó. Cả đến tầm trung, founder vẫn là người quan trọng nhất, đấy là nhân viên quan trọng. Em thì em lại nghĩ là cái giai đoạn startup mà một mình ông founder thì ông ấy là ông chủ. Ông ấy phải tự vận hành theo góc độ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Khi mà ông có doanh thu, có doanh số rồi thì ông bắt đầu có điều kiện để mở rộng cái quy mô ra. Thì sẽ kết nạp thêm những cái thành viên khác cùng với mình để phát triển, cùng với mình để bán hàng. Thì cái quan điểm đấy là quan điểm của em thôi. Rất là chuẩn đấy. Nếu như mà đưa ba thứ đấy vào một thì chắc chắn doanh nghiệp phải là số 1. Vì có doanh nghiệp mới có nhân viên, và có doanh nghiệp mới có sản phẩm, có doanh nghiệp mới có khách hàng. Nếu gặp khó khăn, tại sao nhân viên phải ném ra khỏi mình trả lời họ. Mình thấy các bạn trả lời câu hỏi đó. Lúc này các doanh nghiệp lớn rồi là có cổ đông. Đấy mới là doanh nghiệp, chứ không phải cái người làm. Người làm là nhân viên, tất cả chủ tịch trở xuống là nhân viên hết. Và cổ đông họ quan tâm đến lợi nhuận. Lợi nhuận chắc chắn họ phải cắt giảm chi phí. Lúc đấy cổ đông đặt quyền lợi lên trên, áp xuống ban giám đốc là phải cắt giảm. Vì họ đưa quyền lợi họ lên trên cùng. Vâng. Còn rất nhiều công ty lớn, họ lúc ấy họ có thể đủ cùng giảm lương, đúng không? Đấy là chính sách của cổ đông. Nếu cổ đông đặt mình lên hàng đầu thì chắc chắn sẽ cắt giảm. Còn vâng, nếu cổ đông đặt mình xuống dưới thì sẽ không. Em nghĩ là thậm chí là cổ đông mà đặt quyền lợi của mình lên thì kể cả vị trí tổng giám đốc người ta cũng thay hay cho nghỉ. Đúng rồi, hôm nay ông cắt giảm nhân viên, ngày mai bị cắt giảm ông luôn. Vâng. Trên là ông đấy là làm cái điều đấy, nhiều khi là tự chặt cái cành mình đang ngồi. Em nghĩ là cổ đông chính là chủ của doanh nghiệp và họ mới là người quyền quyết định. Còn lại không lẫn lộn việc cổ đông vẫn là người đi làm. Vì phải phân biệt, vì nhiều người bây giờ góp vốn vào đâu có làm không, việc. Không. Cổ đông mình đang nói là những người cổ đông là không tham gia vào điều hành. Đúng. Còn đã tham gia điều hành là nhân viên hết. Là nhân viên hết. Cho dù chủ tịch hay tổng đốc cũng là nhân viên. Đúng. Trên cái ông mà sa thải người ngày mai thì ông là mất việc đầu tiên. Nhưng vì ông bắt buộc phải sa thải vì ở trên hội đồng quản trị đưa xuống bắt ông phải sa thải. Vâng, thế em phải... vừa là cổ đông nhưng em vừa là nhân viên thì có vấn đề gì không ạ? Thì nó nhiều khi nó sẽ xuống khắc đấy. Dạ vâng, em muốn hỏi ý kiến của sếp Minh Chí ạ. Sếp Chí quan điểm thế nào về nhân viên hay là khách hàng mới là số 1? Hai cái đối tượng đấy nó sẽ tương hỗ lẫn nhau, chứ mình sẽ không có một cái tuyệt đối là cái nào quan trọng hơn cái nào. Vì nếu như không có khách hàng thì nhân viên cũng không làm gì, mà có nhân viên mà không có khách hàng thì nhân viên nó cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Nên chúng ta thấy là bản chất của mỗi doanh nghiệp là phải có nhân viên, rồi từ đó phải kiếm được khách hàng, và hai cái đấy phải tồn tại với nhau. Vậy thì nếu như nhân viên mà làm tốt công việc của mình thì sẽ tạo ra được khách hàng, làm hài lòng khách hàng thì tạo được lợi nhuận cho công ty. Đối với tôi không quan trọng là nhân viên quan trọng hơn hay khách hàng quan trọng hơn, mà hai cái thực thể đấy phải làm sao tồn tại và phát triển đúng như cái doanh nghiệp nó mong muốn, thì như vậy cái doanh nghiệp đó mới thành công. Thì cuối cùng nó vai trò là nhân viên tạo ra sản phẩm, tạo ra dịch vụ làm cho khách hàng hài lòng, khách hàng trả tiền cho dịch vụ đấy, và đó là cái bản chất của bất kỳ cái business nào. Vâng ạ, cảm ơn anh. Và tôi nghĩ là cũng khá đầy đủ thông tin để các sếp có thể đưa ra lựa chọn xem là bạn nào, bạn Hùng hay là bạn Học sẽ bước tiếp vào vòng chinh phục. Xin mời các sếp. Các sếp và người dẫn chương trình đã đưa ra kết quả bình chọn xem ai là người bước tiếp vào vòng chinh phục. Và sau đây là kết quả. Xin mời. Hai trên bảy người vote cho bạn Trần Đoàn Hùng và 5/7 vote cho bạn Đỗ Thế Học. Như vậy đồng nghĩa là bạn Đỗ Thế Học sẽ là người bước tiếp vào vòng chinh phục và bạn Trần Đoàn Hùng sẽ phải chia tay chương trình. Vâng. Mình thì vừa mới trải qua cái phần thi thì mình cũng cảm thấy rằng là chưa phải là một cái may mắn đối với mình. Tuy nhiên là mình vẫn tiếp tục học tập và tích lũy và trau dồi kinh nghiệm cho mình thôi. Bạn Học cũng đã từng lọt vào vòng 2. Có thể là bạn ấy có biết thêm về quả tiếng Hàn nữa. Thì có thể là một trong những cái hướng tới của các sếp trong việc là chinh phục thị trường nước ngoài, Hàn Quốc chẳng hạn. Hy vọng là bạn cũng sẽ có được một cái cơ hội cho bản thân của mình. Ở trong vòng 1 thì
tuy là nói được hết các ý của mình, nhưng mà qua trao đổi của các sếp thì tôi được thấy rằng là mình vẫn cần phải trau dồi thêm, vẫn cần phải học hỏi thêm. Hôm nay em tham gia chương trình thì cũng còn là một cái trải nghiệm cho bản thân của mình. Vâng. Mình cũng có thể học hỏi thêm được các cái sếp, cách làm việc cũng như là cái con đường hoạt động của các sếp ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn anh nhé. Vâng ạ. Vâng. Em chào các sếp ạ. Cảm ơn. Vâng. Cảm ơn bạn. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng với bạn Đỗ Thế Học bước tới vòng chinh phục. Xin mời. Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi ứng viên của chúng ta bước vào vòng chinh phục với các sếp thì tôi sẽ mời bạn nhập mức lương kỳ vọng vào chiếc vali này. Xin mời em. Vâng. Vâng, số cũng rất đẹp. Nếu em chốt số này rồi thì em cứ bấm nút gửi thôi. Rồi, thông tin của em đã được lưu. Với mức lương kỳ vọng như này, tôi nghĩ là bạn khá tự tin. Và với những gì bạn đã trình bày cũng như là trong CV của bạn thì cái sự tự tin đấy là hợp lý. Và mức lương này là bí mật giữa tôi và bạn, lát nữa mọi người mới được biết. Và bây giờ thì xin mời bạn quay trở lại sân khấu để chinh phục các sếp của chúng tôi. Ngay từ đầu, sếp Tiến lập tức bật đèn xanh và tôi mời sếp Tiến là người sẽ nói trước. Anh muốn offer em về vị trí giám đốc sáng tạo của công ty anh. Và anh nghĩ rằng là anh sẽ có thể hướng dẫn cho em được cái phương pháp để làm sáng tạo. Bởi vì nhiều người họ cứ nghĩ rằng là sáng tạo là một cái gì đó chờ cảm hứng hoặc là chờ idea nó rớt tự nhiên xuống mà mình chưa phải chờ. Nhưng mà thực tế là có phương pháp. Và với cái phương pháp đó anh sẽ sáng tạo bằng những cái chất của anh và em sẽ có những cái chất riêng để sáng tạo theo cách của em. Và đặc biệt là anh nghĩ ở đây chỉ có một mình anh mới có thể khai phá được hết tất cả cái khả năng sáng tạo của em thôi. Bên cạnh là bao bì, bên cạnh là thời trang, bên cạnh là phụ kiện, thì em còn có thể sáng tạo được một cái thế giới hoàn toàn mới trong các bộ phim của anh. Và kể cả là những cái không gian vô cùng mới của những cái chương trình truyền hình thực tế mà anh làm. Và đặc biệt chúng ta có một cái điểm chung, đó là mong muốn đem sản phẩm của Việt Nam ra thế giới. Ngày hôm nay em về đây với anh có nghĩa là nó cũng là một cái bước thuận lợi, bởi vì anh đang có định hướng từ năm sau brand của anh sẽ bắt đầu triển lãm tại các triển lãm lớn nhất trên toàn thế giới. Và anh nghĩ là anh sẽ cần em đến với anh trong giai đoạn này để anh có thể hoàn thành được cái ước mơ của mình. Và trong cái quá trình em giúp anh xây dựng ước mơ của anh ngược lại sẽ giúp em xây dựng giấc mơ của em. Qua cái CV của em, anh chưa rõ được cái vị trí em muốn apply vào các doanh nghiệp của các sếp ở đây. Thì em có thể chia sẻ về cái thông tin này. Tốt nghiệp xong em có vào trong Nam và được đầu quân vào tập đoàn P&J. Ở đây em đã được làm ở phòng thiết kế và đồng thời được tham gia vào các dự án thiết kế như là nữ trang, dự án thời trang, đặc biệt là tham gia vào tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam International Fashion Week 2016. Em không được là thiết kế về trang sức, nhưng mà đối với những người mẫu mặc trên trang sức của mình thì họ không thể nào mà mặc như thế đi ra được, họ phải có quần áo nền. Thì em là người thiết kế và làm nên quần áo nền cho những người mẫu để họ có thể trình diễn trên sàn catwalk. Khi mà em tích lũy được đủ số vốn cũng như là kinh nghiệm về ngoại ngữ thì em đã quyết định rằng mở ra một thế giới quan cho mình. Thay vì ở Việt Nam thì em muốn sang đến một đất nước như Hàn Quốc, có các thần tượng Hàn Quốc, có thời trang, mỹ phẩm em cũng rất là yêu thích. Em đã được trường đại học bên đó nhận và sau đó em đã sang đó đi làm. Lúc mà em sang thì em phải vay tiền rất là nhiều. Em vừa đi học, em vừa có những dự án ở Việt Nam vẫn phải làm. Đồng thời là em cũng gặp khó khăn là ở nhà em cũng mắc nợ nữa. Cho nên là từ đó em quyết định rằng là mình phải đi làm, tập trung làm là chủ yếu. Ngoài học tiếng Hàn, em vẫn học ở trường, vẫn học thêm về cao học ở đại học. Các dự án đó cho em được những cái kinh nghiệm về giáo dục đào tạo. Một dự án được phát triển từ nền móng như thế nào. Cái hai nữa là khi một dự án kết thúc, chúng ta thu lợi được những điều gì. Và em còn làm thêm ở Hàn Quốc nữa để có thể trang trải được cho học phí. Cái hai nữa là em cùng với người bạn của em đầu tư vào cho dự án về trang sức và nữ trang. Và hiện tại bây giờ bạn đã đang là điều hành cho cái dự án đó, và em chỉ là làm về giám đốc sáng tạo cho các sản phẩm ở đó. Tôi bấm đèn đỏ vì hai cái lý do. Thứ nhất là tôi thấy cái mục tiêu bạn đến đây thì hướng đến thời trang và mỹ phẩm nhiều hơn. Và ở doanh nghiệp của chúng tôi thì chưa có cái vị trí nào phù hợp với bạn. Cái lý do thứ hai nữa thì tôi nhìn bạn rất đẹp trai. Tôi cũng sợ chị em ở văn phòng là sẽ không tập trung vào công việc, làm lại nhầm lẫn số liệu này kia là cũng rủi ro cho chúng tôi. Tôi bấm nút đỏ. Rất là cảm ơn bạn. Đối với mỗi doanh nghiệp về công nghệ thì không có công việc phù hợp lắm cho học. Xanh. Vâng, em mời anh. Thì cái gì khai thác được sếp Tiến khai thác hết rồi. Vâng. Và mình thì không khai thác được cái gì, mặc dù mình bỏ phiếu cho bạn vòng 2.
Vâng. Nhưng mà cái kỹ năng của bạn nó mình không tìm được cái vị trí để phù hợp. Bây giờ tôi đang quan tâm nhiều nhất đến sếp Vũ Linh. Bạn vừa nói rằng là các bạn ý phải mặc quần áo đi ra ngoài mà. Thì cái phần quần áo đấy bạn làm phần nào? Bạn làm phần design hay bạn làm cái phần technical? Cả design lẫn phần thiết kế theo tay sản phẩm luôn ạ. Thiết kế thì bọn em thiết kế trên phần mềm Optitech. Là làm cả dập luôn? Làm cả dập, sau đó in ra, sau đó cắt vải, sau đó là may. Bạn biết dùng Optitech? Dạ vâng, em biết dùng Optitech và marker để ra dập sản phẩm và sau đó là sắp xếp các cái dập đó trên cái giấy cắt để đặt lên vải để cắt ạ. Giữa mỹ phẩm với thời trang bạn thích cái gì hơn hả Học? Em thích cả hai, những cái gì thuộc về cái đẹp thì em đều thích. Em ơi, anh ngoài mỹ phẩm ra anh còn có một loạt các show thời trang nữa nha em. Bỏ điều đó vào tâm trí nha. Sếp Vũ Linh lúc nãy có hỏi là em thích thời trang hay là thích mỹ phẩm. Câu hỏi có thể dịch ra là thế em thích anh hay là thích sếp Tiến? Vâng, là bạn cũng rất tỉnh táo trả lời là em thích cả hai. cứ từ từ hăng chốt. Trong cái khoảng thời gian mà bạn ở Hàn Quốc học cao học ấy, thì bạn có tìm hiểu nhiều về thời trang không? Không phải là tìm hiểu chỉ về mốt nhá, mà tìm hiểu thực sự về ngành công nghiệp ấy. Dạ có. Ngoài việc học thì em vẫn theo đuổi cái dự án mà em làm cho bạn em. Phải tìm hiểu rất nhiều về nền thời trang thế giới như thế nào, phát triển ra sao. Nhất là những cái về phụ kiện, ngoài quần áo ra thì còn giày, dép, các thứ. Về xu hướng như thế nào, màu sắc năm nay ra sao, con người sẽ mặc như thế nào và trong tương lai phát triển ra sao nữa ạ. Khi ở Hàn Quốc là em học ngành thời trang luôn à? Dạ không ạ, em học kiến trúc ạ. Bởi vì là chị đi thăm trường Đại học Hàn Quốc rất nhiều về cái ngành thời trang họ dạy phê luôn. Bởi vì không những là cho mình biết các môn học này còn dẫn mình đến nhà máy để chỉ là nếu mà chọn cái ngành này thì cái công việc chính là ông này đó. Thực ra là em không hỏi bạn ý về phần học kiến trúc bởi vì là trên thế giới có rất nhiều kiến trúc sư và họ làm bản dập quần áo rất giỏi. Thế nên là đấy là lý do vì sao mà tôi hỏi bạn là bạn có tìm hiểu kỹ về ngành công nghiệp này khi bạn ở Hàn Quốc hay không? Vâng, và thêm một đèn xanh nữa. Trong trường hợp này hồi hộp quá, tại vì tôi bằng cảm nhận của mình thì tôi thấy rằng là bạn Thế Học có thể phù hợp với cả hai sếp là sếp Hữu Tiến và sếp Vũ Linh. Xin cảm ơn các sếp và với hai đèn xanh này, đồng nghĩa là bạn đã lọt vào vòng cuối cùng có tên là Cơ hội cho ai. Xin chúc mừng bạn. Xin mời các sếp hãy đưa ra offer của mình dành cho ứng viên của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng là tôi chỉ offer cho bạn bắt đầu ở vị trí là một bạn nhân sự của phòng thiết kế. Và nếu như mà cái công việc này bạn chấp nhận ý, thì bạn sẽ sẵn sàng ra Hà Nội. Trụ sở của chúng tôi mà có phòng thiết kế thì nó nằm ở Hà Nội. Thì như anh offer từ đầu, vị trí công việc của em sẽ là giám đốc sáng tạo. Và cái công việc đó của em sẽ làm việc trực tiếp với anh. Bởi vì trước đây, trước khi có em, anh chính là giám đốc sáng tạo của công ty mình. Về cái việc là sẽ tạo ra sản phẩm như thế nào, bao bì hình dáng làm sao, hay là cái ý tưởng về phim như thế nào, ý tưởng về truyền hình thực tế ra sao. Và bây giờ anh muốn em giúp anh san sẻ một phần cái trách nhiệm đó ở những cái mảng mà em thật sự giỏi. Và anh nghĩ rằng là với tất cả những gì anh đã tích lũy được trong suốt cái thời gian qua và những cái mà em đã tích lũy được mà anh chưa có, thì cái sự kết hợp của chúng ta nó sẽ tạo nên những cái thế cục nó rất là khác biệt cho cả ngành mỹ phẩm lẫn giới giải trí của Việt Nam. Vâng, đấy là hai offer của các sếp dành cho bạn. Bạn muốn hỏi thêm cụ thể gì không? Dạ, em muốn hỏi sếp Tiến ạ. Địa điểm làm việc cũng như là thời gian làm việc. Địa điểm làm việc thì là ở Hồ Chí Minh. Cụ thể chủ yếu công việc là em sẽ làm tại nhà hoặc cái nơi nào em thoải mái nhất là chủ yếu, chứ không cần phải đến chỗ của anh. Nhưng mà sẽ có đôi lúc mình sẽ cần phải ngồi làm việc với nhau về chất liệu, về ý tưởng. Đôi khi có thể là sẽ phải ngồi trên một cái bàn ngồi làm việc thâu đêm cũng không chừng. Nhưng mà để tới chừng mà em hoàn thiện ra cái sản phẩm á, thì anh nghĩ em sẽ làm ở tại cái không gian mà em cảm thấy thoải mái nhất. Còn tất nhiên những cái vấn đề liên quan tới cấu hình máy móc hay là những cái trang thiết bị mà em cần thiết, bởi vì đôi khi cái máy ở nhà em không đủ cấu hình, thì em có thể lên công ty, bởi vì trên công ty cũng sẽ có đầy đủ máy để cho em làm những chuyện đó. Rất hấp dẫn. Em muốn hỏi về sếp Vũ Linh ạ. Định hướng phát triển ở phòng thiết kế của mình như thế nào? Thực ra chúng tôi có một thương hiệu thì Trang Nam nữa, nó đang phát triển. Chúng tôi đang cần nhân sự cho cái thương hiệu này. Và bây giờ thì tôi xin nhờ các sếp hãy nhập offer của mình vào hệ thống ạ. Các offer của các sếp đã được nhập vào hệ thống. Nhưng trước khi mở các offer đấy, chúng tôi xin phép được giới thiệu tới quý vị mức lương kỳ vọng của bạn Thế Học. Xin mời. $24.868.686
Như tôi nói, lúc mà bạn nhập mức lương vào vali thì tôi nghĩ là nó cũng hoàn toàn tự tin ở cái mức của bạn. Nhưng hồi hộp hơn ở chỗ là chúng ta chỉ có hai offer thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải mở từng món quà. Xin mời offer đầu tiên. Oh. 15 triệu, đó là mức lương offer từ sếp Vũ Linh với vị trí là nhân viên thiết kế. Và với mức lương 15 triệu thì hiện nay đang thấp hơn mức lương kỳ vọng của bạn. Xin mời offer tiếp theo. $888,888. Đó là offer của sếp Hữu Tiến và vị trí là giám đốc sáng tạo. Tôi rất là bất ngờ với mức lương này. Đây là một mức lương mà phải nói rằng là rất là cao đối với một sinh viên ít nhất là mới ra trường học về cao học như tôi. Tiến cảm thấy nó không cao nhưng mà bạn cảm thấy đó là một số tiền lớn. Thì điều này cũng sẽ đồng nghĩa với việc sẽ giúp cho bạn trân trọng công việc hơn. Nhưng dần dần Tiến sẽ giúp cho bạn hiểu cái giá trị của công việc của một người làm sáng tạo nó là ở đâu. Và cái giá trị thật sự bạn phải nhận được đó là cái gì. Tôi tin chắc rằng đây sẽ là mức lương mà cũng là một cái thách thức và cũng là một cái thử thách cho tôi để tôi có thể thể hiện bản thân mình cố gắng hơn nữa. Tôi nghĩ là đây là một cách thể hiện rất rõ ràng cho việc là sếp Tiến cần bạn như thế nào. Vượt qua mức lương kỳ vọng của bạn đồng nghĩa rằng là đã đủ tiêu chuẩn để bạn trao đổi trước khi chốt deal. Xin mời bạn trở lại sân khấu. Bạn có thể nhìn offer của sếp Tiến dành cho bạn. Tất cả các quyền lợi đi kèm khác đều được sếp Tiến tích xanh. Công tác phí thưởng thêm, rồi bảo hiểm cho người lao động, rồi các cái quyền lợi khác nữa đều có ở trong offer này. Và bây giờ xin mời bạn trao đổi thêm cùng với lại sếp Tiến. Em có thể hỏi một anh Tiến một câu là về KPI của em như thế nào để có thể được đánh giá và dựa trên những điều kiện nào? Anh sẽ cần phải biết năng lực thực tế của em là ở đâu. Và đặc biệt là cái lĩnh vực nào sẽ là lĩnh vực em giỏi. Cái mức lương anh đề xuất ở đây nó chỉ là mức lương khởi điểm thôi. Bởi vì anh hiểu được một cái điều rằng là thời đại này là thời đại của ý tưởng. Chỉ cần có một cái ý tưởng tốt, em có thể trở thành tỷ phú. Cho nên anh sẽ không mua ý tưởng với giá rẻ như vậy. Nhưng đây là cái mức để anh test thử xem năng lực em tới đâu và khả năng sáng tạo của em ở tầm nào. Và tất nhiên với mỗi một cái sản phẩm sáng tạo của em làm ra cho bên anh thì anh chắc chắn cũng sẽ có những cái khoản bonus phù hợp với cái hiệu quả mà nó mang lại cho doanh nghiệp của anh. Chi phí máy bay đi lại là cái gì? Là anh sẽ đem em đi khắp thế giới để mở mang và biết sáng tạo là như thế nào. Cái con số mà Tiến đã đưa ra nó chính là cái con số để Tiến tạo cho mình và bạn một cái cơ hội. Lỡ như bạn chưa thật sự quá phù hợp với công việc giám đốc sáng tạo, có thể là vì các ý tưởng sáng tạo của bạn chưa phù hợp với Tiến, thì Tiến nghĩ là cái đó chỉ cần hai anh em có thời gian làm việc chung với nhau thêm thì dần dần bạn sẽ get được cái insight của Tiến là gì và Tiến muốn cái gì. Tiến nghĩ rằng là trên đời không có hai người nào được sinh ra sẵn vì nhau cả. Mà cơ bản là ở cái vai trò là một người làm lãnh đạo thì Tiến biết cách lead và đặt nhân viên của mình đúng chỗ hay không. Anh nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời đấy. Em cứ nhìn anh Tiến đang là giám đốc sáng tạo, anh bảo anh kiêm luôn giám đốc sáng tạo, anh ngồi đây. Em mà được offer vị trí giám đốc sáng tạo thì biết đâu một ngày nào đó, đúng không ạ? Em cũng được ngồi đây thì sao? Vâng. Một cơ hội tuyệt vời của em đấy. Vâng, thực ra tôi cũng là giám đốc sáng tạo. Ở đấy, vâng. Một giám đốc sáng tạo nữa cũng nếu đang mà, ngồi ở đây. Vâng, cũng có thể một thời gian nữa nếu bạn không làm, bạn cũng có thể làm dẫn chương trình được. Nếu mà bạn bắt đầu từ vị trí giám đốc sáng tạo. Rất nhiều vâng. Cánh cửa mở ra đối với em. Vâng, tôi làm vị trí đấy 8 năm rồi, hơn 8 năm rồi. Vâng, nào, bây giờ thì xin mời quyết định của bạn như thế nào? Quyết định của em là... Em chấp nhận ạ. Bạn chấp nhận với offer của sếp Hữu Tiến. Xin chúc mừng sếp Hữu Tiến và xin chúc mừng bạn Thế Học. Nếu như không nhờ tham gia cơ hội cho ai mùa năm này, Tiến không gặp được bạn thì có thể là tất cả những cái ý tưởng của Tiến, tất cả những điều Tiến muốn làm, đôi khi phải chậm lại vài năm thì sao? Mọi người cho rằng Tiến mạo hiểm nhưng mà Tiến thì lại thấy rằng đó là cái cơ hội. Cho nên Tiến thấy rằng nếu mà đã có cơ hội xuất hiện trước mắt mình như vậy á, thì cái việc chớp lấy nó và test thử coi là cái cơ hội này nó to lớn tới cỡ nào, thì Tiến nghĩ đó là cái trách nhiệm của Tiến đối với cuộc đời của mình luôn nữa. Không có để cơ hội nào nó vượt qua khỏi bàn tay mình cả. Thì Tiến tự tin mình sẽ là một người leader giỏi để có thể giúp cho nhân sự của mình đạt được các yêu cầu mà mình mong muốn. Với 5 năm kinh nghiệm sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc thì tôi có thể là chứng minh được rằng là tôi phù hợp với vị trí mà sếp Tiến đã chọn. Tôi chắc chắn rằng sếp Tiến sẽ không thất vọng vì điều này.
Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Xin mời. Chúc mừng em một lần nữa. Cảm ơn anh. Vâng, xin mời em xuống dưới. Cảm ơn các sếp. Và xin mời sếp Kiến để chia vui với các sếp. Cảm ơn sếp ạ. Chúc mừng em nhé. Đẹp trai. Cảm ơn sếp ạ. Đẹp trai. Cảm ơn sếp ạ. Đẹp trai. Cảm ơn sếp ạ. Chúc mừng em. Bye. Không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của một chương trình truyền hình thực tế, Cơ hội cho ai? Who Chance tiếp tục chuỗi series đồng hành mang tên Who Chance Talk. Gen Z hỏi, các sếp trả lời, diễn ra vào ngày 22 tháng 12 vừa qua với chủ đề Cơ hội nào cho Gen Z trong thời buổi kinh tế nhiều biến động, đã thu hút sự quan tâm của hơn 400 bạn sinh viên. Góp mặt trong sự kiện này, không thể không nhắc đến một thành phần rất quan trọng, đó là các diễn giả, cũng chính là các sếp của chương trình Cơ hội cho ai? Who Chance? Sếp Nguyễn Trung Dũng, sếp Nguyễn Trung Hiếu và sếp Nguyễn Lê Vũ Linh. Đối với thời buổi kinh tế khó khăn như này, những cái nhân sự mà mang về giá trị công ty thì lại là cái nhân sự được ưu tiên hàng đầu, cần phải tập trung, cần phải giữ, cần phải đầu tư nhiều nhất. Có nhân sự thì doanh nghiệp mới có thể vượt qua khó khăn được. Ở giai đoạn này thì đầu tư vào các bạn rất là nhiều, tuy nhiên thì cũng sẽ là có những cái mình sẽ phải cơ cấu lại, mình xem những cái vị trí nào dư thừa hoặc là những cái vị trí nào mà không mang về giá trị doanh nghiệp thì lại sẽ phải siết lại. Hiện tại bây giờ các doanh nghiệp đang tuyển rất nhiều. Thực sự đang nói rằng là kinh tế khó khăn thôi, nhưng mà những cái vị trí cần thiết, những cái nhân sự mà thực sự rất là quan trọng với các dự án của doanh nghiệp thì tôi thấy rằng nó không hề thiếu. Trong nguy có cơ, mình thì mình nghĩ đây là cơ hội, đừng nghĩ nó là khó khăn. Khó khăn thì nó tạo cơ hội cho lớp trẻ, và ai không thay đổi thì người đấy sẽ bị đào thải. Và các bạn là những người đang bước vào trong cái môi trường mới, là với những kiến thức các bạn học được trên nhà trường hiện nay, các bạn có ưu thế hơn những bạn đã tốt nghiệp 10 năm trước hay là 20 năm trước. Cái công việc nào bạn có thể học thêm được, có thể trau dồi thêm được kiến thức. Và ngay trên ghế nhà trường bây giờ các bạn cũng nên học thêm những cái kiến thức của ngành của mình, học thêm ngoại ngữ. Và cái đấy chính là những cái thế mạnh của bạn hiện nay. Các bạn Gen Z bây giờ thì các bạn ấy mong muốn là cái lộ trình công việc và lộ trình sự nghiệp nó phải rõ ràng. Chính vì vậy nên có lẽ rằng là những cái công việc đầu tiên mà các bạn ấy làm, có thể rằng là các bạn ấy chưa thực sự nhìn thấy được cái con đường đó. Và các bạn sẽ tìm cho đến khi mà các bạn chắc chắn rằng là đây là cái thứ mà mình muốn. Chính những doanh nghiệp hiện tại cũng sẽ phải thay đổi để thích ứng với các bạn nữa, chứ không phải là yêu cầu các bạn phải thay đổi vì doanh nghiệp đâu. Nhưng ở đâu đó thì chúng ta phải đam mê, thì chúng ta sẽ làm được mọi cái, mang về được giá trị cho chính bản thân chúng ta, cũng như mang giá trị về cho được doanh nghiệp. Mong là tất cả chúng ta ở đây, khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta thực sự phải là cùng ngồi trên một chiếc thuyền và cùng làm mọi cách, cùng mỗi người một cái mái chèo, giúp cho cái doanh nghiệp của chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn. Với mục đích đưa các sếp là lãnh đạo của các công ty, doanh nghiệp lớn tới gần các bạn sinh viên, các sếp không chỉ tới để chia sẻ kinh nghiệm, phân tích thị trường lao động mà còn đưa ra nhiều bài học thiết thực, góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho các bạn. Who Chance Talk đồng thời giúp tháo gỡ những khúc mắc và còn là nơi mang đến nhiều cơ hội, đặc biệt dành cho các bạn sinh viên năm cuối, những bạn sắp ra trường để thể hiện bản thân, nhằm tìm kiếm cơ hội và chinh phục các nhà tuyển dụng. Hòa chung bầu không khí ấm áp, rộn ràng của dịp lễ Giáng sinh năm nay, công ty cổ phần truyền thông Alo cùng với các sếp đã tổ chức chương trình Yêu thương và sẻ chia cho các em tại làng trẻ em SOS Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Các sếp cũng chia sẻ định hướng nghề nghiệp để giúp đỡ các em tự tin hơn về bản thân, có mục tiêu rõ ràng, có động lực để học tập và phát triển, sẵn sàng cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai. Chương trình Cơ hội cho ai của chúng ta ngày hôm nay đến đây xin phép được khép lại. Xin trân trọng cảm ơn các sếp đã đến trao cơ hội, cảm ơn các ứng viên đã đến tìm kiếm cơ hội. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Nhiều nhà tuyển dụng cho rằng Gen Z là thế hệ đầy tham vọng nhưng lại thiếu đi tính kiên trì. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Gen Z nghỉ việc, switch qua rất là nhiều công việc khác nhau. Doanh nghiệp có cái gì đó các bạn không vui là các bạn đã nghỉ. Đánh đồng cả một thế hệ Gen Z đều không kiên trì thì em thấy chưa có hợp lý cho lắm. Tại sao phải kiên trì? Liệu rằng là mình kiên trì như vậy nó có tốt không? Kiên trì và tham vọng nó phụ thuộc vào cái lựa chọn và cái mục tiêu của mỗi người. Mình đang làm một công việc mình ưa thích, sếp giao cho mình một công việc mình không cảm thấy ưa thích, chị sẽ xử lý tình huống đó như thế nào? Khi mà mình đi làm giống như là giải một đề toán vậy á.
dù đề toán khó hay dễ thì công việc của mình ở đây là giải cái đề toán đó. Thì em không rõ định nghĩa gọi là chính thống của nó như nào, nhưng em nghĩ là việc đầu tiên là phải làm những việc mình cảm thấy không thoải mái lắm thì mới cần đến lòng kiên trì. Được tiếp cận với nhiều cái nguồn thông tin mở ra cho em cái thế giới quan, cũng như là kích thích cái sự so sánh của bản thân em nhiều hơn. Cái việc mà kích thích sự so sánh này nó liên quan gì đến việc mà cứ 2 tháng bạn nhảy việc một lần như này không? Em cần có một cái mảnh đất rộng hơn để em có thể phát triển. Với cái thời gian mà 2-3 tháng em chuyển việc một lần thì em mới chỉ đủ thời gian học việc và biết đến cái công việc đó thôi. Những bạn mà định hình, định hướng đúng chuẩn thì các bạn sẽ thành công và thành công nhanh hơn chúng tôi.